Trước khi vào một chương trình thời sự, có lẽ là mời anh Trần Quốc Bảo tường trình sơ qua về sinh hoạt của đài Đáp Lời Sông Núi. Kính mời anh ạ. Thưa anh Du Miên, thưa quý vị, cảm ơn Du Miên. Tính tới ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 30 tháng 11 năm 2020 này, thì đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi chúng tôi đã phát được 3.488 buổi phát thanh. Thưa anh Du Miên, còn 4 tháng nữa là chúng tôi kỷ niệm 10 năm hoạt động của đài, thưa quý vị, 10 năm hoạt động của một đài, 10 năm là thời gian khá dài. Và như quý vị thấy là gần 3.500 buổi phát thanh trong 10 năm đó. Sở dĩ chúng tôi thực hiện được một chương trình phát thanh lâu dài như vậy là do bởi sự thương mến của quý vị. VNATV đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong việc tổ chức những sinh hoạt gây quỹ, mà mới đây nhất là cái buổi live show mà chúng tôi làm vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Nếu không có sự thương mến giúp đỡ của những chương trình như là VNATV, như là của hảo tâm của quý vị, thì chắc chắn đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi không thực hiện được suốt 10 năm như vậy. Và chúng tôi tuyên hứa với quý vị ngày hôm nay, cũng như đã nhiều lần rồi đó, là ngày nào còn chế độ Cộng sản Việt Nam thì ngày đó đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi còn tồn tại để mà góp phần vào cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước. Nhưng mà một vũ khí đấu tranh, cũng như là bất cứ loại vũ khí gì đó, nó phải luôn luôn được mài cho nó bén, làm cho hiệu quả. Vì vậy chúng tôi mong mỏi quý vị, Peter chiếu dùng cái hình số 50 đó, quý vị khán giả VNTV bỏ thì giờ để nghe đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi một chút. Mỗi ngày chỉ có 30 phút thôi, chứ quý vị, và quý vị ở tại Mỹ này, chúng ta có thể rất là dễ dàng nghe đài bất cứ lúc nào. Gọi số điện thoại 605-781-9802 hoặc là số 425-585-1550 là quý vị có thể nghe được đài chương trình ngày hôm đó, và quý vị vào website có thể nghe được tất cả những chương trình đã phát trước đây. Tóm lại là quý vị nghe đài bởi vì chúng tôi mong mỏi quý vị nghe và nhận xét, đóng góp ý kiến để chúng tôi cải tiến đài, càng ngày càng cải tiến đài. Có vậy thì cái vũ khí đấu tranh nó mới sắc nhọn, hiệu quả hơn trong cái thực hiện cái mục tiêu. Một lần nữa, thay mặt đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, cảm tạ toàn thể quý vị đã giúp đỡ về mặt tài chính cho đài, cũng như là chúng tôi mong mỏi quý vị giúp đỡ để đài luôn luôn cải tiến, sinh hoạt hiệu quả, đạt được cái mục tiêu hơn. Cảm ơn Du Miên và cảm ơn đài VNTV đã giúp chúng tôi liên lạc và tường trình hàng tuần đến với quý vị. Và cảm ơn anh Trần Quốc Bảo. Kính thưa quý khán giả, anh Trần Quốc Bảo đã có công sưu tầm khi một cái tin liên quan đến ai rằng một nhà khoa học là cái đầu não chế bom nguyên tử đó bị ám sát chết. Anh đã sưu tầm ra, nhớ lại một cái vụ sát hại của nhân vật số 2 Al-Qaeda ở tại Iran, cũng của người Iran, mà tại Iraq thì có lẽ là anh Trần Quốc Bảo sẽ so sánh hai cái vụ sát hại này. Nhưng thưa quý vị, cái tin mới nhất buổi sáng hôm nay, thưa anh Trần Quốc Bảo cũng như quý vị, là trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị đưa hàng không mẫu hạm tới đó, thì buổi sáng hôm nay thì Iran với Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là họ sẽ ngoéo tay như thế này để đối đầu với Do Thái và Hoa Kỳ. Không biết là cái chuyện này nó có nổ ra một trận thế chiến hay không, thì anh Trần Quốc Bảo sẽ bình luận sau đây. Kính mời anh Trần Quốc Bảo ạ. Vâng, Leo chiếu dùm cái hình số 23 để chúng ta thấy lại đó, thấy lại cái khuôn mặt mà vừa bị ám sát vào ngày 27 tháng 11 vừa qua. Đây là khoa học gia tên đó là Mohan Farizakis. Sinh ông ta sinh năm 1958, tức là năm nay 62 tuổi. Bên cạnh là một khoa học gia chuyên về nguyên tử, và ông ta được xem như là cha đẻ của cái hệ thống vũ khí nguyên tử bí mật mà thường gọi là Ahmed Project đó, của Iran, thưa quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó, theo Du Miên, thưa quý vị, người này cũng đóng vai đó, người này cũng là chuẩn tướng trong cái lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo rất là nổi danh đó, và được bảo vệ rất là kỹ lưỡng, đi đâu cũng có một đoàn hộ vệ rất là đông đảo. Trong cái kỳ tiếp xúc với các cái giới chức quốc tế về nguyên tử đó, ông ta không có xuất hiện, chỉ có những phụ tá đi tham dự thôi, ông ta không xuất hiện.
để bảo đảm như vậy đó. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 11 thì vẫn diễn ra một cuộc phục kích ở tại một thành phố cách Tehran, thủ đô của Iran, 50 cây số về phía đông, và ông ta đã chết. Peter chiếu dùng cái hình số 24 để chúng ta, và đặc biệt cái tài liệu mà chúng tôi lấy được đó là lấy từ cái báo The Mail of London của Anh, tức là tờ thư tín London đó. Và ở đây dựa trên một cái tài liệu, dựa trên một sự tiết lộ rất là đặc biệt để cho thấy là đây nó đã diễn tiến ra cái cuộc phục kích như thế nào. Thì cái số 1 đó là cái xe đoàn công hoa của ông Farizadeh này đi ba xe, tức là có hai xe hộ tống và xe của ông, thì tới một cái địa điểm thì bị bom ở dọc đường và đồng thời nổ ra. Khi mà nổ ra như vậy đó thì quân tấn công nó đã hùa ra và bắn chết những cái nhân viên hộ tống, và đồng thời đó 12 người trong cái toán ám sát đi này đó, thì có hai tay là dùng súng bắn xa, và đồng thời 10 tên kia đó là xông vào xe của ông ta và bắn chết và kéo ông ra ngoài và bắn đó. Thưa quý vị, cái hình này rất là đặc biệt, là bởi vì thông thường thì chúng ta không có, nhưng mà rất là đặc biệt chúng tôi lấy được ở trên tờ báo Anh và nó cho ta thấy hình như vậy. Peter chiếu dùm cái hình kế tiếp để chúng ta thấy cái xe đó, cái xác xe sau khi bị bắn, tức là hình số 25 đó. Quý vị thấy ông ta đi một cái xe Hyundai nha, xe Hyundai, và khi cái xe này đã bị bắn như thế nào thì đây là cái quang cảnh sau khi xảy ra cái cuộc ám sát tấn công trên con đường khiến cho ông ta bị thương. Có tin nói rằng là bị thương và máy bay trực thăng tới chở tới nhà thương nhưng mà không cứu sống được. Đó là một tin. Nhưng trong cái tin của tờ Mail này là bắn chết tại chỗ liền, là bởi vì kéo ra ngoài bắn hạ sát mà. Đó. Và Peter chiếu dùm cái hình số 26, Leo, hình số 26 về cái quang cảnh. Đây là cái quang cảnh sau khi diễn ra cuộc chiến, thưa quý vị. Đó, sau khi diễn ra cuộc chiến. Và Peter chiếu luôn cái hình kế tiếp là hình 27, cái hình đám tang. Trong cái hình đám tang này đó thì theo đạo Hồi giáo thì họ làm đám tang rất là nhanh, chứ họ không cứ kéo dài như là truyền thống của chúng ta có thể kéo đôi ba tuần, nhưng mà đây một hai ngày sau là họ làm liền. Thì trong cái cuộc này, và đã có những cuộc biểu tình lên án rất là lớn ở tại Tehran, thưa quý vị. Và trong cái cuộc những cuộc biểu tình đó thì giáo chủ tối cao, tức là ông Ali Khamenei, tối cao của giáo chủ của Iran đó, cũng như là tổng thống Hassan Rouhani của Iran đều tuyên bố là sẽ có sự trả đũa thích ứng. Và như anh Julian nói đó, không những ở tại Iran mà còn một số các quốc gia khác lân cận thì đều lên án cái hành động này. Nhưng nên nhớ thưa anh Julian và thưa quý vị đó, có một số quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông họ rất là không ưa Iran, là bởi vì hai cái giáo phái khác chẳng hạn như Saudi Arabia đều hình chống với Iran. Vì vậy nhiều khi những cái hành động này đó là những cái quốc gia kia họ ủng hộ Anh Du Miên đó. Và Anh Du Miên có kể lại thì xin Leo chiếu dùm cái hình số 28 để chúng ta nhớ đó. Trong tháng 8 vừa rồi đó thì cái nhân vật này coi như tên đó là Abu Mahami Maksi, là nhân vật số 2 của lực lượng Al-Qaeda, quý vị biết là Bin Laden đó, là lãnh tụ, và đã tấn công tòa tháp đôi ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, như chúng ta đã đều biết đó. Thì cái đương sự này là nhân vật số 2 và cũng đã bị ám sát vào tháng 8 vừa qua ở tại Tehran, mà người ta nghĩ rằng là các cái hành động ám sát này là do bởi cơ quan tình báo mật vụ đặc biệt của Do Thái, gọi là Mossad, cái lực lượng này thực hiện những cái công cuộc có thể gọi là rất là ly kỳ và ám sát không những ở các quốc gia khác mà đặc biệt là tại Iran, thành Du Miên. Và như vậy thì như anh Du Miên nói, có lẽ trong thời gian tới này chúng ta sẽ nhìn thấy một số các hoạt động đặc biệt diễn ra liên hệ tới cái chết của vị khoa học gia nguyên tử của Iran này, thưa anh. Vâng, chúng ta rất tiếc là hết giờ rồi. Kính mời anh chào khán giả của đài.
Vâng, cảm ơn Du Miên và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Hy vọng gặp lại trong quý vị những chương trình lần tới. Kính chào toàn thể quý vị, kính chào Du Miên.